Kiên và Vi thi học kỳ. Vi cặm cụi làm bài. Kiên lén lút chép bài Vi. Vi chê bài không cho Kiên chép. Kiên tìm mọi cách để chép bài. Kiên dùng nhẫn thuật để chép bài Vi. Vi mách thầy giám thị. Kiên đành phải nghiêm túc làm bài thi. Kiên lại dở tài liệu. Kiên dùng nhẫn thuật để dở tài liệu. Kiên dùng nhẫn thuật để dở tài liệu và Kiên làm bài rất nhanh. Vi thấy vậy liền quay sang chép bài của Kiên. Kiên dùng nhẫn thuật che bài không cho Vi chép. Vi mách thầy giám thị. Nhưng Vi không có bằng chứng. Vi cay cú, Vi dùng nhẫn thuật chép bài Kiên. Kiên và Vi thi đấu nhẫn thuật trong khi làm bài thi. Phòng thi trở nên lộn xộn. Cả hai bị thầy giám thị ngăn lại. Nà ní, Vi đâu rồi? Kiên và Vi bị đút 1 năm.